Sáng nay, ngày 6 tháng 7 năm 2014, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng lần thứ 13 năm 2014 tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Chính thức diễn ra từ ngày 6 tháng 7 đến 10 tháng 8 năm 2014 và dự kiến sẽ thu hút 30.000 lượt thanh niên công nhân thành phố tham gia. Chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm nay tập trung địa bàn hoạt động tại 5 huyện ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cùng với hai địa bàn nước ngoài là Lào và Campuchia. Với phương châm thanh niên công dân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, chiến dịch năm nay đã thành lập 8 đội hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm đội hình tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý, tư vấn thủ tục hành chính, tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp, sửa chữa thay thế và nâng cấp hệ thống điện, nước an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, sửa chữa và xây dựng các công trình như nhà tình bạn, tuyến đường, tuyến hẻm thanh niên, cầu giao thông, tổ chức truyền thông dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, kỹ năng thực hành xã hội, bán hàng lưu động, bình ổn, tổ chức phiên chợ thanh niên công nhân và tuyên truyền chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Riêng đối với nước bạn Lào và Campuchia, các chiến sĩ tình nguyện sẽ xây 2 căn nhà hữu nghị tại Lào, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tại Campuchia, ngoài các hoạt động tình nguyện, các chiến sĩ cũng sẽ trao tặng các trang thiết bị y tế, một căn nhà hữu nghị và 2 trụ nước uống tại dòi cho người dân còn nhiều khó khăn. Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tham gia đã bắt tay ngay vào các hoạt động được triển khai trên địa bàn thành phố mang tên Bác.